Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị là phân biệt được cái loại đá thạch anh là như nào. Thì rất là nhiều người hỏi Tuấn, thì ngày hôm nay ở trong xưởng của Tuấn đây thì có những cái bức tranh là nó bằng thạch anh. Thì ở trong cái đá thạch anh này á, thì nó có những cái đặc điểm, những cái ứng dụng, những cái ưu điểm, nhược điểm. Thì các bạn hãy xem hết video này để nhận biết được là đá thạch anh và sẽ sử dụng ở trong cái môi trường nào, ở trong cái kiến trúc nào. Xin chào tất cả các anh chị. Thì là cái video lần trước á, là Tuấn đã giới thiệu cho tất cả các anh chị là chuẩn bị Winstone là làm một cái showroom. Thì trong ngày hôm nay thì Tuấn đã đưa những cái bức tranh này. Đầu tiên nó sẽ mộc mạc như này. Thì bây giờ hiện tại Tuấn đã làm ở cái showroom là có bóng đèn, có cái vị trí đặt. Thì hôm nay Tuấn sẽ mời tất cả các anh chị xem gọi là cái thành phẩm ở tại showroom thôi. Còn khi nào á mà về đến cái nhà của anh chị thì nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Thì mời anh chị tham quan một vòng về những cái bức tranh này là Tuấn đã đặt lên giá và có biển của nó. Thì anh chị hãy xem về những cái tranh sơn thủy mà phong thủy của nó rất là tốt, phù hợp với những cái gia chủ mà thích hoặc là hiểu về phong thủy và tâm linh. Đó, thì ngày hôm nay là Tuấn đã dựng lên được một số viên. Thì về chơi bức tranh này á, rất là cầu kỳ, không phải là ai cũng có điều kiện, có cái kiến trúc mà phù hợp với những cái bức tranh này được. Thì anh chị hãy xem một vòng cùng với Tuấn nhé. Đó, những cái bức này thì có phải là khi một cái bóng đèn led lên nó sẽ rất là đẹp đúng không ạ? Đó, nó có mây, có núi, có gió, tất cả các về cái tinh hoa của trời đất nó nằm ở trong một những cái bức tranh này. Đó, mời anh chị cùng xem. Thì ở những cái bức tranh sơn thủy này á, thì nó có những cái tác dụng và có những cái nghệ thuật ở trong này. Ví dụ như một cái bức tranh này nhá, thì anh chị hoàn toàn không tìm được ở đâu ra, nó chỉ có một không hai. Và những cái video trước là Tuấn đã phân tích ra từng cái bức tranh một ý nghĩa như nào. Nhưng mà trong video ngày hôm nay Tuấn chỉ phân tích một cái ý nhỏ về cái bức tranh này chẳng hạn. Thì anh chị có thấy là ở cái toàn một cái bức tranh này á, thì nó có mây, có núi, đó, có một cái dòng sông. Ví dụ như là mình là sông Hồng hoặc là sông La hay sông Cả gì đó, thì mình có thể là tưởng tượng ra những cái dòng sông đó thì gọi là thủy. Còn ở trên này là những cái nói về cái những cái dãy núi, thì là xuất xứ từ ở những cái bức tranh này á, là xuất xứ từ ở Himalaya, thì nó cũng tượng trưng ra những cái núi rất là hoành tráng. Và ở đặc điểm của cái bức tranh này á, Tuấn rất là tâm đắc là ở đây có một cái mặt trời. Thì anh chị hình dung nhá, cái mặt trời này thì là thường ở dưới dãy núi, thì đây sẽ là hướng tây. Mà hướng tây thì là khi mà khoảng 5 đến 6 giờ chiều á, thì là nó sẽ lấp ở trên những cái dãy núi này. Nếu anh chị mà sử dụng những cái phong thủy này hoặc là cái bức tranh này á, thì cái mục đích là để cho mình có một cái sự an lạc và về với gia đình. Thì thường là 5 6 giờ thì những cái người mà làm công việc á, thường là về quây quần ở bên gia đình, con cái, cháu chắt hoặc xung vầy anh em bạn bè. Thì ý nghĩa của cái bức tranh này là để đoàn tụ gia đình về những cái buổi mà vui vẻ ở bên hạnh phúc ở gia đình. Tuấn đánh giá cái bức tranh này á, sẽ phù hợp với những anh chị mà thuộc mệnh thủy, vì là đây là mình nhìn vào núi đúng không, thì người mệnh thủy thì thường là hợp hướng tây. Thì nếu anh chị mà thuộc những cái mệnh như thế thì nên sử dụng những cái bức tranh này, thì nó sẽ tốt cho vượng khí và công việc và sức khỏe, mọi việc đều bình an ở trong cái cuộc sống.
Thì video ngày hôm nay Tuấn sẽ chỉ nói sơ qua về cái xu thế của 2022 trở đi, là những cái bức tranh này phù hợp với những cái kiến trúc rất là đẳng cấp, rất là hiện đại, dành cho những cái gia chủ là rất là trí thức và có một cái sự thành công trong sự nghiệp. Vậy nên anh chị mà muốn sở hữu những cái bức tranh có 102 này á, thì hãy để lại tên và số điện thoại để được Tuấn cùng các cái chuyên gia về phong thủy và kiến trúc tư vấn nhiệt tình và hoàn toàn miễn phí cho tất cả các anh chị. Anh chị hãy để lại tên và số điện thoại. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị những cái video lần sau.